Vâng, chiều nay thì đoàn thể thao Việt Nam hứa hẹn sẽ đón nhận thêm rất nhiều những tấm huy chương vàng khi mà nhiều nội dung bước vào thi đấu chung kết ở các môn như là karate, bơi và cờ ốc. Còn vào lúc 16 giờ thì đội tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ có trận đấu thứ hai gặp các cô gái Myanmar. Chính trận thắng của đối thủ này trước Philippines đã làm cho cuộc đua tranh ở bảng A trở nên vô cùng gay cấn. Khả năng có 3 đội bóng cùng có được 6 điểm chung cuộc đã bắt đầu được tính đến và khi đó thì hiệu số bàn thắng bại sẽ đóng một vai trò quyết định. Tuy nhiên, trước khi tính đến những kịch bản xa hơn thì thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ phải vượt qua Myanmar nhằm giành quyền tự quyết. Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục ra sân tập vào lúc 15 giờ chiều. Trời nắng rất gắt và nhiệt độ ngoài trời vào khoảng gần 40 độ C. Đội tuyển nữ Việt Nam tập ở một sân bóng của một trường học. Đây là buổi tập cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trước trận đấu thứ hai gặp đội tuyển Myanmar. Đội bóng đã gây bất ngờ rất lớn khi đánh bại đội tuyển Philippines đương kim vô địch Đông Nam Á ở lượt đấu trước. Bước vào buổi trận đấu thì với cá nhân em cũng như là toàn đội thì gặp Myanmar thì một đối thủ cũng là khá là mạnh, cũng là khá là khó chơi. Nhưng mà với bản thân thì cũng như toàn đội là sẽ quyết tâm, đặt quyết tâm cao và tập trung tất cả tinh thần cao nhất để quyết đấu với Myanmar. Ở buổi tập này thì đội tuyển nữ Việt Nam cũng chỉ tập nhẹ nhàng và huấn luyện viên Mai Đức Chung chủ yếu dành thời gian để sửa lại những sai sót mà các cầu thủ vẫn mắc phải ở trận đấu vừa qua. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Myanmar diễn ra vào lúc 16 giờ hôm nay. Đài truyền hình Việt Nam sẽ sản xuất tín hiệu trực tiếp và gửi tới quý vị và các bạn trên kênh VTV5, ứng dụng VTV Go và kênh YouTube VTV Thể thao. Kính mời quý vị đón xem.